Anh Khoa xin được chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đa mỹ cùng truyện đọc Ân Tứ từ các tác giả Sài Cây Đảng. Chương 131 của truyện. Tỉnh dậy, trời đã sáng choang. Thành Thành theo bản năng nhìn về phía bên kia giường. Trên giường chỉ có một mình nó, chẳng thấy bóng dáng trên hành lang đâu. Thành Thành có chút hoảng hốt, ngồi bật dậy, nửa dưới người truyền đến một trận đau đớn. Thành Thành kêu lên a một tiếng, vẻ mặt đầy nét đau đớn. Thành Thành nhớ lại trận vận động mây mưa đảo lộn của hai người đêm hôm qua, trên mặt liền nóng bừng lên một trận. Lại nghĩ tới gương mặt nổi giận của Trình Hành Lang, trong lòng càng căng thẳng hơn. Nó vội vàng nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của Trình Hành Lang. Đây là một góc độ rất tốt. Cho dù Thành Thành đang nằm cũng có thể thấy được bóng dáng của Trình Hành Lang. Trình Lang đang lẳng lặng ngồi trên ghế sofa ở bên ngoài, chỉ lộ ra một bên mặt. Trong lòng Thành Thành quýnh lên, kêu một tiếng anh. Trình Hành Lang không phản ứng lại chút nào, thậm chí ngay cả động tác quay đầu cũng không có. Trình Lang lúc này đã không còn thô bạo và xúc động như tối hôm qua, trái lại dường như có một chút cô đơn. Thành Thành nhớ lại lời của Trình Hành Lang đã nói đêm qua. Vỏn vẹn một ngày, Thành Thành đã từ quyết tâm hết sức kiên định chuyển thành hối hận và tự trách vô hạn. Anh ấy hẳn là còn đang giận mình nhỉ? Trong lòng Thành Thành nghĩ, anh ấy chắc là nghe được mình gọi, chỉ là không muốn để ý đến mình thôi. Nghĩ đến đây, Thành Thành cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng cố gắng bước xuống giường. Động tác tách hai chân ra khiến nó cảm thấy phía sau truyền đến một trận đau đớn như xé rách. Thế nhưng Thành Thành không dám kêu lên, chỉ có thể đi từng bước nhỏ để đến phòng khách. Đầu óc choáng váng, mờ mịt như bị ai đánh. Mỗi một chỗ trên người đều đang kêu gào đau đớn. Mỗi bước đi của Thành Thành đều cố hết sức. Trình Lang ở ngay đó không xa, nhưng lại giống như cách nhau cả vạn dặm vậy. Thành Thành mong sao Trình Lang có thể quay đầu lại nhìn nó một cái. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến cho nó an tâm. Nhưng từ đầu đến cuối, Trình Lang vẫn cứ thờ ơ. Thành Thành đi tới phía sau Trình Lang, cánh tay vịn vào mép ghế sofa, đến bên rồi dùng hai tay áp sát lên mặt Trình Hành Lang, chậm rãi đến gần. Anh, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi, Thành Thành thủ thỉ nói, tay áp lấy thật chặt, rất sợ Trình Hành Lang cứ như vậy mà đẩy nó ra. Thật lâu sau, tiếng nói của Trình Hành Lang mới vang lên bên tai Thành Thành, giọng nói nguội lạnh mà cứng rắn. Em có lỗi gì, em sai ở đâu? Em không nên lừa anh uống rượu, em không nên gạt anh lén rời khỏi nhà, em không nên làm trái lời thề của chúng ta. Anh mắng em đi, anh đánh em đi, xin anh mà, nhìn em một cái đừng tức giận được không? Trình Lang cảm thấy ở bên dưới nơi hai người tiếp xúc đã nóng hổi. Hắn đứng lên, cúi xuống bế Thành Thành lên trong ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng Thành Thành nổi lên một tia sợ hãi, bắt đầu hoảng hốt, dãy dụa vừa cầu xin nói anh, em sai rồi, đừng ném em đi mà. Trình Lang cúi đầu giận dữ liếc nó một cái, Thành Thành lập tức ngậm miệng. Đợi đến khi Thành Thành được ôm đến trên giường, nó mới thở phào một hơi. Thì ra Trình Lang thả mình lại trên giường, mình nói mà anh ấy sẽ không nhẫn tâm vậy đâu, anh ấy nhất định là sợ mình bị cảm đây. Thành Thành lẩm bẩm trong miệng, một cảm giác ngọt ngào dấy lên trong lòng. Nó mím môi nở nụ cười, nó mang vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía của Trình Hành Lang, lại đối diện với một khuôn mặt lanh lùng băng giá. Nhiệt độ trong lòng Thành Thành 10 phần thoáng cái đã giảm hết 7-8 phần rồi. Trình Lang lấy một cái nhiệt kế từ bên cạnh quăng sang cho Thành Thành. Thành Thành rất ngoan ngoãn mà đem kẹp dưới nách. Nó ra vẻ tội nghiệp mà nhìn Trình Hành Lang, cố gắng tìm lời để nói chuyện. Thôi mà, anh hôm trước không phải anh nói chúng ta nói chuyện rõ ràng sao? Bây giờ mình nói chuyện được không? Trình Lang liếc mắt nhìn Thành Thành, Thành Thành lập tức run lên. Trình Lang ôn hòa nói, anh chỉ có một lời với em, đó là hai chúng ta không có tiếng nói chung, không có cách nào nói thông được. Vì sao? Thành Thành sốt ruột hỏi. Trình Lang cũng không trả lời, hắn đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Thành Thành mới gượng cười hỏi một câu, anh có thể không đi, ở lại đây với em được không? Không biết là vì Thành Thành nói nhỏ nên Trình Hành Lang không nghe được hay là vì cái gì, Trình Lang vẫn vô cảm như cũ mà đi ra bên ngoài. Thành Thành chán nản mà thả người xuống giường, vẻ mặt tuyệt vọng. Qua khoảng 5 phút sau, Trình Lang mới đi vào. Trên mặt Thành Thành lập tức hiện lên nét vui sướng. Trình Lang vươn tay về phía Thành Thành. Thành Thành thì cười đưa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Hành Lang, muốn mượn lực của hắn để ngồi dậy. Nằm xuống cho anh.
Trần Hành Lang rống lên một tiếng. Thanh Thanh bị dọa cho nên nhanh chóng chui vào nằm trong chăn. Trần Hành Lang trừng mắt nhìn nó mà nói: ai cần em đưa tay cho anh? Anh muốn xem nhiệt kế. Lúc này Thành Thành mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nó nhanh chóng lấy nhiệt kế ra, ngượng chính cả mặt mà đưa cho Trần Hành Lang, cũng không dám làm thêm động tác gì nữa. Trần Lang cúi đầu nhìn, Thành Thành vẫn còn phát sốt. Không, khỏe hơn hôm qua đêm bao nhiêu. Đêm qua cùng lúc gần khi đi ngủ, Trần Hành Lang đã lấy hết chất lỏng lưu lại trong thân thể của Thành Thành ra, nhưng vẫn không tránh được việc khiến cho nó phát sốt. Cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thành Thành phủ một mảng ửng hồng, Trần Hành Lang không biết nên hận hay nên thương nó nữa. Thành Thành chú ý tới ánh mắt của Trần Hành Lang, nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội rồi hỏi: anh, sao anh nói chúng ta không có tiếng nói chung? Vậy em không nghe lời hay sao? Hay anh thấy ở bên em rất là vô vị? Thấy Trần Hành Lang lại muốn đi, trong lòng Thành Thành lại nôn nóng vội vàng bắt lấy tay hắn, nắm thật chặt. Anh đừng đi mà, anh nói vậy làm em sợ lắm, có phải anh chán ghét em không? Trần Hành Lang muốn kéo tay Thành Thành ra thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn là mềm lòng, mặc cho Thành Thành nắm lấy. Không có, anh không cần thiết phải tức giận như vậy, em muốn làm cái gì là quyền tự do của em. Anh có giận, anh rõ ràng có giận mà, sao anh lại không thừa nhận? Em muốn anh nói thế nào với em đây? Trần Hành Lang không cách nào che giấu lửa giận trong lòng. Hắn lớn tiếng nói: muốn anh nói với em đừng bỏ anh hay sao? Hay nói em đừng làm chuyện điên rồ? Hay lời này có tác dụng sao? Em nghe thông sao? Trước đây anh nói bao nhiêu lần rồi, chẳng phải là em vẫn chỉ nghe lời người khác sao? Thu thập hành lý rồi để lại một lá thư như vậy rồi rời đi. Anh có từng nói với em đừng để anh thất vọng nữa hay chưa? Mỗi một câu nói của Trần Hành Lang đều như một cây búa hung hăng đập vào tim Thành Thành. Thành Thành không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể tự lẩm bẩm: em sẽ lại nghe lời mà, sau này không làm chuyện điên rồ nữa, đừng thất vọng về em mà. Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, nghiêm túc á, nghĩ xem rốt cuộc bản thân em nên làm thế nào, đừng có tùy ý muốn làm gì thì làm nữa, anh không muốn nhìn thấy sự do dự ở em. Trình Lan nói xong câu đó, tay của Thành Thành lại buông lỏng ra. Trình Hành Lang không nhìn nó mà mang theo ánh mắt phức tạp đi về phía cửa phòng. Căn phòng thì trống rỗng, chỉ còn lại Thành Thành với vẻ mặt mờ mịt. Cho đến bây giờ nó chưa hề nghĩ tới có một ngày nó có thể nghe được những lời này từ miệng Trần Hành Lang. Từ lúc nó bắt đầu thích Trần Hành Lang cho đến hiện tại, Thành Thành chưa từng hoài nghi tình tạ cảm của nó đối với hắn. Nó chỉ sợ một ngày Trần Hành Lang sẽ hối hận về quyết định của bản thân mà thôi. Hôm nay xem ra Trần Hành Lang cũng có lo lắng như thế. Đến cuối cùng là vì cái gì, Thành Thành vẫn không nghĩ ra. Trần Hành Lang gọi điện mời bác sĩ, Thành Thành lại bắt đầu truyền nước. Nhìn dung dịch trong chiếc bình treo cao nhỏ từng giọt mà chảy vào trong mạch máu của nó, hai người đều trầm mặc. Lần này Trần Hành Lang không xa khỏi phòng nữa, hắn vẫn sợ Thành Thành sẽ có chuyện gì sơ suất. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận mình lo lắng. Thành Thành thì ngơ ngác nhìn về phía Trần Hành Lang, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đầy dè dặt, hy vọng có thể thấy được ý nghĩa chân thật của Trần Hành Lang. Người đàn ông hôm qua còn nhiệt tình như lửa, sao ngày hôm nay lại lạnh lùng như băng? Đêm qua còn gắt gao cuốn lấy nhau, hôm nay lại như cách nhau một con kênh, không cách nào vượt qua. Tiếng chuông cửa vang lên, Thành Thành hoảng sợ trong lòng. Trình Lan đã đứng dậy đi mở cửa. Thành Thành ở trên giường bắt đầu lo lắng, có phải mẹ Trình đã về hay không? Sáng sớm nay nó kích động quá, quên sạch chuyện mẹ Trình. Phải ăn nói thế nào đây? Phải đối mặt ra sao? Những vấn đề khó khăn này lần lượt đặt ra trước mặt nó, Thành Thành lại bắt đầu đau đầu. Mở cửa ra, Trần Lang thấy mẹ Trình và Củng Chí đứng ở cửa. Mẹ Trình nhìn thấy Trần Lang thì mấp máy miệng, không nói ra lời. Trần Lang chỉ theo thói quen chào họ một tiếng, cũng không nói chuyện gì. Cứ như vậy, vợ chồng hai người mang theo sắc mặt phức tạp đi vào nhà. Mẹ Trình đã hiểu ra hết thảy mọi chuyện, sự việc kết thúc thất bại. Hơn nữa với đầu óc của Trần Hành Lang, hắn hẳn là có thể đoán được ai là người sắp xếp chuyện này. Mẹ Trình cũng không muốn giải thích điều gì, bà thì vẫn cho rằng bà làm ra việc như vậy không hề sai, sai chỉ là sai ở cách thức mà thôi. Mẹ Trình về phòng mình, không hề nói lời nào, cũng chỉ đưa ánh mắt áy náy sang nhìn Trần Hành Lang, nhẹ nhàng nói: mẹ, con chỉ là nhất thời lưỡng quẩn trong lòng, Hành Lang, chú có thể tâm sự với con không? Trình Hành Lang gật đầu về phòng mình trước. Thành Thành đang ở trong đó duỗi cổ nhìn ra, thấy Trình Hành Lang thì ánh mắt sáng lên một cái. Trình Lang nhìn bình dịch một chút, dung dịch bên trong còn không ít, lại đi tới sờ sờ trán của Thành Thành, xem sắc mặt của nó, thấy không có gì khác thường rồi mới yên tâm đi ra ngoài.
Thành Thành không dám tùy tiện hỏi gì cả, không thể làm gì khác hơn là nhìn cánh cửa chậm rãi bị trời hành lang đóng lại, lẳng lặng ở trong phòng chờ trời hành lang. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 131 của truyện đọc Ân Tứ. Đến đây, cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt cũng như cảm ơn tất cả quý khán thính giả, và hẹn gặp lại ở lần đọc sau.